chiến rap Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sơn Tinh, nghe rõ, chiến thắng của người là may mắn. May mắn. Vị trí phò mã, đáng ra ta đã ngồi ngay ngắn. Chẳng qua đức vua có đối thiên vị mới giúp người có chỗ ngồi yên trí. So với ta thì Sơn Tinh người vẫn còn cách xa hàng ngàn thiên lý. Thắng, cũng thắng rồi, không phục nữa thì thôi. Thua, xong lắm lời, đúng là kẻ kỳ khôi. Mị nương cùng ta là quá xứng, một định mệnh chắc bền như đá cứng. Nói đức vua thiên vị với ta được rồi, hãy kể cho ngươi được nói ra. Chắc ngươi vẫn chưa quên ngày đó, lúc mị nương được ta nhòm ngó. Nhà vua đưa ra toàn lễ vật mà đối với ta toàn dễ trận. Voi chín ngà, gà chín cựa cùng với cả ngựa chín hồng mao. Bao nhiêu là thứ đó ta phải đi tìm ở chốn thiên bồng sao. Muốn tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Chứ đừng trách số trời là mình quá nhọ. Những lễ vật này không hề hiếm, một vị thần như ngươi không thể kiếm. Dù trên non hay là dưới suối, bởi vì vinh quang không cho kẻ yếu đuối. Rõ ràng là ta có tài hơn ngươi, ta xứng đáng với công chúa hơn. Đừng khoác lác, ngươi có những tài gì, hãy thử nói lại xem. Được rồi, Sơn Tinh, nghe rõ đây. Hô mưa và gọi gió, muốn bao nhiêu là ta sẽ có. Cuồng phong hay vũ bão, ngón tay ta chỉ cần khẽ trỏ. Cơn giông theo mây đen bao vây cuồn cuộn, thêm bao con sông đang dâng lên tuồn tuồn vây xung quanh ta. Ba ba thùng luồng ngư tinh nhôn nhau răng nhe gườm gườm. Tưởng có gì thần thông, so với ta vẫn chỉ bằng không. Sơn Tinh lừng danh thần núi, đấu với ta coi như là đen đủi. Răng tay ta mang ra bao la núi đồi, mang cây xanh vươn ra đâm hoa lá chổi. Chim muông hoan ca bay răng lối trời, ta ban cho nhân gian sinh sôi với đời. Tạm cho là cân sức, nhưng lễ vật nhà ngươi ăn đứt. Rõ là bất công bằng vua cha đối đãi ta không sòng phẳng. Chẳng có gì bất công, đức vua đã nhìn xa mà trông rộng. Ngay khi vụt mất nàng, ngươi lại dâng lũ lụt khắp làng. Cũng chỉ vì ta quá căm tức, bởi chịu thua đánh đổi bao tâm sức. Nhưng ngươi ngạc nhiên mà chút bực, cho bao dân oan đang nghiền mà lao lực. Nếu đất nước trong tay ngươi quản thúc, dễ sau này khiến non sông rạn nứt. Đó chính là điều vua cha thao thức, dẫu có tài nhưng phải có đạo đức. Theo bạn, ai là người chiến thắng?